quyết nè. Dạ quyết đậu. Lá tô của em tô bình thường lá làm gì? Hello, Thanh Dũng xin chào anh chị và các bạn. Thanh Dũng cũng rất vui được gặp lại anh chị và các bạn trên kênh Thanh Dũng miền Tây miền Lốc. Hiện tại thì Thanh Dũng có mặt tại số 32 Ngô Chí Liên, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ này anh chị. Thanh Dũng sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn về một cái quán bún riêu. Quán bún riêu là 666. Ngoài bún riêu ra thì ở quán cũng bán rất là nhiều những cái món ăn khác nè anh chị và các bạn. Đây, anh chị các bạn xem. Đó, hàng như bún riêu cua, hay bún xào, hay tôm, thịt, thịt nướng gì rất là nhiều thứ này anh chị. Theo như Thanh Dũng nhìn thấy bên trong thì rất là rộng rãi và sạch sẽ anh chị. Vâng, bây giờ mời anh chị các bạn mình vô trong mình xem cái nơi để mà mình trưng bày anh chị. Đó, anh chị các bạn nhìn thấy tình hình trưng bày rất là đẹp mắt, rất là nhiều màu, bao gồm là thịt tảng, giò heo gì rất là nhiều thứ. Bên cạnh đó có mực, ở đây có bún hải sản luôn. Trai đang làm cái này là mì. Rồi, tiếp tục đem hải sản ra thêm nữa các bạn. Mì khô. Đây một số những cái tô làm sẵn nha. Wow, mời mà chị mình đi dài bên đấy vào bên trong xem nào. Ở đây mình bán lâu chưa chị? Dạ bán 7 năm rồi. Ờ bán 7 năm. Ở đây thì mình bán mấy món ăn vậy chị? Dạ bán tới trên bảng đó. Rất là nhiều mười mấy món là. Dạ, dạ. Ở đây mình bán một phần là nhiêu? Điều 30 hết. Phần đặc biệt của em là 50, còn phần xương thì 30, khoanh thì 30, bình thường 25. Rồi bình thường 25. Wow, khách nhóc ở đây. Mình ở đây chắc cũng đông người làm lắm ha. Dạ, 8 người, 2 ca, sáng 2 chiều. Sáng 2 chiều. Ở đây là sáng, sáng là mình mấy giờ mình mở cửa chị? Bán tới chiều cả mấy giờ là mình ngưng? 10 giờ đóng cửa. Tới 10 giờ khuya. 4 tháng tới 10 giờ khuya đóng cửa. Dạ. Chị có thể cho biết địa chỉ nơi đây được không ạ? À, đường máy ta, kêu ổng thôi. Ôi. Đi anh nè, địa chỉ đây mình đường mấy vậy? Số nhà 16 đường Ngô Chí Liên, 19 anh. À. Chính tiền luôn đây. Rồi. Nếu như khách ở gần nơi đây mà người ta ăn thì mình có giao được không chị? Dạ có anh. Có luôn ha. Vòng vòng đây nhiều lắm. Ờ. Nếu mà khách hàng người ta liên hệ qua số điện thoại mấy vậy chị? Dạ, alo là em giao liền à. Đó, alo cho xin số điện thoại luôn. Dạ. Cho xin số điện thoại luôn có gì khán giả cần. 0906
0906 734 755 dạ. Trai đang làm bún. Đó là bún hải sản hay em? Riêu cua thì ở đây là chắc là cái món bún riêu cua là đặc sản nhất ở đây à, là chính nhiều hơn. Là... rồi vậy ở đây mình làm cho tôi một tô bún riêu cua trung bình giống như mọi người để bình thường vậy bình thường giống như mọi người cứ làm bên kia đi tới chừng ấy rồi tới là cho anh làm chừng chậm chậm cái anh quay luôn đó em chả hả thịt đó cái gì vậy vậy có cua thịt với hương vị cho nó có vị chua chua cho ngon hơn. Anh chị giả nè, đây là riêu, cái này là cua nè, thịt nè, huyết nè, thịt, nhiều lắm.
nhìn thấy cái tô bún mua cua thấy cũng khá là hấp dẫn anh chị. Wow, để tôi dùng là thưởng thức cái nước ở nơi đây nha. Ngày chỉ bán là tới 6 cái nồi đó, bán cũng rất là nhiều anh chị. Đúng đúng là nước ở nơi đây hầu như là ngọt đậm đà. Rồi Thanh Dũng mời anh chị các bạn cùng thưởng thức cái món bún riêu cua cùng với Thanh Dũng nha. Ở đây quán đây thì bán bún riêu cua là chính, ngoài ra thì cũng bán rất là nhiều những cái thứ, những cái món ăn khác nữa chị. 225, cái đó là mỗi tô bình thường, còn mình muốn ăn thêm thì mình có thể tô hơi đặc biệt hơn 35, hoặc là mình muốn thêm nữa thì mình thêm 50 tùy. Đúng là đây là cũng nhiều cua. Chị nhìn thấy cái nước không? Nước của riêu có rất là cua lần cận này. Nước này thì ta cũng nêm nếm sẵn ăn cũng vừa. Đây là đúng là bún riêu cua thật sự, những cái riêu ăn cũng hầu như cũng rất là béo, và ta cũng đâm cua rất là nhiều, rất là béo, là nó có mùi của cua. Thank you.
trước thì Thịnh Vũ đi ngang đi con đường này cách đây có 2 năm trước thì ở nơi đây bán ăn rất là ít, nhưng bây giờ ở nơi đây thì bán ăn rất là nhiều, đây là dài dài kia là rất là nhiều. Nước sẵn luôn, khỏi cần phải kêu trà đá. Phải có để một cái bình nước cái này nè anh chị. Cái đó nếu anh chị nào ăn, quý khách ăn xong thì mình có để rót nước tự uống. Thanh Vũ cũng cảm ơn anh chị và các bạn đã xem hết cái video này. Và nếu như anh chị mình á đã có ghé ở cái quán bún riêu cua 666 ăn thì anh chị các bạn cho Thịnh Vũ xin một cái lời bình luận để cảm nhận cái món ăn ở đây ngon như thế nào nha. Còn nếu anh chị nào chưa thì anh chị mình cứ có về Cần Thơ, thành phố Cần Thơ thì anh chị các bạn quẹo vào ăn tại chỗ khu dân cư của Metro này chị. Nếu anh chị mình nó có về Cần Thơ thì anh chị các bạn cứ quẹo vào trong tại đường Ngô Sĩ Liêm nè, số 20 Ngô Sĩ Liêm, Hưng Lợi, Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Và anh chị các bạn ghé trong tại chỗ quán bún riêu cua 666 để thưởng thức món ăn ở đây. Ngoài bún riêu cua ra thì cũng còn rất là nhiều những món ăn khác. Còn địa chỉ cụ thể thì Thanh Vũ có để trong tại chỗ cái đường, cái trong tại chỗ phía dưới, cái trong tại chỗ mô tả đó anh chị. Và anh chị cũng nhớ cho Thanh Vũ xin một cái lời cảm nhận nha, là bình luận cảm nhận cái món ăn ở nơi đây này như thế nào. Và Thanh Vũ cũng rất mong anh chị các bạn yêu quý kênh cũng như là quý Thanh Vũ đăng ký kênh và chia sẻ cho bạn bè mình xem. Đó cũng làm điều khích lệ giúp cho Thanh Vũ có thêm nhiều động lực làm nhiều video hơn nữa để phục vụ cho anh chị các bạn. Và bây giờ thì Thanh Vũ xin chia tay cùng với anh chị các bạn. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn vào những